Xin chào anh em trong hội những người chơi không khí nha. Hôm nay thì mình xin được phép giao lưu với anh em cái chai không khí Tết Đà Lạt. Chai này thì mình mua với giá 35k. Mình thì cũng mới chơi không khí thôi, cho nên là cũng không có kinh nghiệm gì đâu. Anh em giao lưu vui vẻ thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ ăn kèm với một chút đặc sản Đà Lạt để cho nó có cảm giác Đà Lạt hơn nữa. Ở đây thì mình có một cái đĩa khoai mật sấy dẻo Đà Lạt để thưởng thức cùng với cả không khí của Đà Lạt. Xin mời mọi người nha. Ok, đầu tiên thì mình thấy khoai mật sấy dẻo rất là ngon. Khoai lang mà mình nhìn nó cứ như kiểu gân bò ấy, rất là đẹp. Khi ăn thì dẻo, ngọt. Ăn nó giống như kiểu một miếng gân bò được nấu nhừ ấy, nó dẻo dẻo á, rất là hay. Và cái vị ngọt của nó thì nó cũng vừa thôi, nó không bị ngọt quá, mình thấy ăn ngon. Còn cái chai không khí Đà Lạt này thì nó rất là thơm. Có vẻ như là người ta đã bôi một cái lớp sáp thơm hoặc là xịt nước hoa lên cái chỗ miệng chai này. Nó có một cái mùi rất là thơm luôn. Còn lại thì mình cũng không có cảm nhận gì khác, cho nên là mình cũng không biết nói gì hết. Tóm lại thì mình thấy khoai rất là ngon và cái chai này rất là thơm.